Xin chào, chào mừng các cậu đã quay trở lại với Ten Anime. Mang tiếng làm về thám tử lừng danh Conan, mà spotlight chúng tớ dành cho Conan chẳng được mấy nhỉ. Toàn là ông bác Mori, tiến sĩ Agasa, mấy cô nàng xinh đẹp về mấy vụ án hay ho không à. Vậy nên hôm nay, ta sẽ tập trung vào nhà Kudo Shinichi. Cụ thể hơn, tớ và các cậu sẽ khám phá bên trong căn nhà của cậu ấy và cùng tính xem gia tài của nhà Kudo có mấy con số nha. Mong là nó không nhiều số quá kiểu tớ hãi lắm. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Let's go! Số 1, vị trí địa lý. Trước tiên, chúng ta cùng nhìn khái quát chung về vị trí địa lý nhé. Vũ trụ DC lấy bối cảnh chính ở địa điểm là thành phố hư cấu Beika, gần như trùng lập với thành phố Minato trên thực tế, cách thành phố Shinjuku khoảng 4 km về phía đông nam, thuộc phía tây bắc của vịnh Tokyo. Beika gồm hai quận là Beika và Haido. Quận Beika là nơi chủ yếu các nhân vật trong Conan ở, gồm ít nhất 7 khu. Nhà Kudo và bác tiến sĩ ở khu số 2. Khu số 2 có biệt thự Eitu à? Văn phòng thám tử Mori ở khu số 5. Quận Haido gồm ít nhất 4 khu và 2 đền, chủ yếu là các địa điểm vui chơi giải trí, xuất hiện trong các movie như khách sạn Haido, cảng Haido, Tropical Land cũng có thể ở đây. Chảy qua Beika là con sông Temuzu. Có ẩn ý gì trong các tên riêng này không nhỉ? Có đấy các bạn, tác giả của chúng ta cuồng Sherlock Holmes lắm cơ mà. Beika là phiên âm tiếng Nhật của Baker, con phố nơi Sherlock Holmes và người bạn thân John Watson sống. Haido là phiên âm của Hyde, công viên Hyde gần phố Baker. Còn Temuzu là từ Thames, một con sông ở London. Địa chỉ chính xác nhà của Kudo là số 21, khu 2, thị trấn Beika, phường Beika, thành phố Tokyo. Địa chỉ này ám chỉ tới nhà của Sherlock Holmes, 221B, phố Baker. Đây là nhà của thám tử đại tài nước Anh. Trong bức ảnh này, các cậu thấy cái gì quen thuộc nhất nào? Yup, đó là cái cửa hàng rào bên ngoài, cũng nhọn nhọn chẳng khác gì nhà Kudo luôn. Tiếp theo, chúng ta cùng tính toán xem ngôi biệt thự này có giá bao nhiêu nha. Số 2, căn nhà của Kudo giá bao nhiêu? Chịu ảnh hưởng nhiều từ tác phẩm Sherlock Holmes, ngôi nhà này cũng mang phong cách thiết kế đến từ quê hương của vị thám tử đại tài. Đó là phong cách kiến trúc Tudor, sự pha trộn giữa phục hưng và Gothic vào những năm 1500. Tudor rất được yêu thích bởi giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu, đặc trưng bởi những tường gạch đá có khung viền bằng gỗ, mặt tiền nhiều cửa sổ chia làm nhiều ô nhỏ, mái nhà có độ dốc lớn, nhiều đầu hối, cửa mái nhỏ, phủ đá phiến, ống khói cao và hẹp. Bây giờ, chúng mình cùng nhìn tổng quan về lô đất nhà Conan nhé. Mảnh đất này khá vuông vắn khi cho chiều dài và chiều rộng khoảng 27m, suy ra diện tích bằng 729m2. Vì Beika là một thành phố hư cấu trong truyện, được xác định ở thành phố Shinjuku, nên tớ sẽ lấy mức giá đất thấp nhất ở Shinjuku là 1 triệu yên, khoảng 212 triệu đồng trên 1m2. Suy ra tổng giá trị mảnh đất bằng 729 nhân 212 và bằng... số này đọc nào ấy nhở? 154 tỷ rưỡi, nhỉ? Trong cuốn sách Detective Conan Character Visual có các bản phác thảo về ngôi nhà của Kudo. Tớ sẽ dựa vào đây để tính toán giá trị căn nhà của cậu ấy nhé. Các cậu xem tham khảo ha. Căn nhà có chiều rộng khoảng 18m, chiều dài khoảng 15m, suy ra diện tích bằng 270m2, tương đương 82 turbo. À, turbo là đơn vị diện tích của Nhật nha. Một turbo bằng 3,3m2. Tuy nhiên, ở góc trên bên trái của mảnh đất này bị khuyết khoảng 28 turbo, chỉ có một thư viện hình trụ ở đó khoảng 8 turbo. Suy ra tổng diện tích đất xây nhà là 82 - 28 cộng 8 bằng 62 turbo, khoảng 211,2m2. Chi phí xây dựng tùy thuộc vào từng vùng sẽ khác nhau, ước chừng từ 200 đến 1 triệu yên trên một turbo, tương đương 42 đến 212 triệu đồng. Hơn nữa, đây còn là một tòa nhà kiểu kiến trúc phương Tây, có thư viện hình trụ quá độc đáo, nên nguyên vật liệu bình thường chắc không đáp ứng đủ, phải gạch xịn, gỗ xịn cơ. Suy ra phí xây dựng nhà phải 3 triệu yên trên một turbo, tương đương hơn 600 triệu đồng. Với diện tích tổng 62 turbo, cần 62 x 3 bằng 168 triệu yên, tương đương 39 tỷ rưỡi. Cùng làm phép cộng nha. Tiền đất 154 tỷ rưỡi, tiền nhà 39 tỷ rưỡi bằng 194 tỷ đồng. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Wow, xịn hơn nhà của mấy bạn trong video này rồi. Số 3, tham quan nhà của Kudo. Có thể các cậu chưa biết, nơi này từng bị đồn đoán là căn nhà ma ám, chứa đầy quỷ dữ. Đứa nào đồn mà ác mồm ác miệng thế? Thì thật ra là lũ quỷ này.
phải biệt thự tên Etu mà là tên Kudo, đọc sai hết rồi. Chúng ta hãy cùng bám đít nhau, làm một tour vòng quanh căn nhà bí ẩn này nhá. Biệt thự xịn như vậy, chắc nhiều phòng với đồ quý giá lắm đây. Trước đây, ngôi nhà này là nơi của gia đình Kudo sinh sống. Sau một thời gian thì bố mẹ của cậu chuyển đến New York hay Hawaii, Los Angeles gì đấy. Shinichi ở lại một mình. Sau sự cố Doraemon bán đèn bi thu nhỏ cho tổ chức áo đen. Đèn bi thu nhỏ. Thì Shinichi về ở hẳn với vợ tương lai Ranmori. Thời điểm ấy thì hai Bara có cùng các bạn đến thăm xem Shin đã chết chưa. Chỉ thấy nhà toàn là bụi với mấy bộ quần áo trẻ con bị lấy đi thôi à. Sau khi nhà trọ bị thiêu rụi ở anime tập 509, 511, Conan đã đề nghị anh Subaru Okiya chuyển về căn nhà này sống. Đây là ảnh thiết kế của nó, bên trái là tầng 1 và bên phải là tầng 2. Một số căn phòng chưa từng xuất hiện, cũng như có sự khác biệt giữa manga và anime, nên cách bài trí có một chút khác biệt nhé. Căn nhà gồm 2 phần, nhà chính và thư viện kiêm phòng làm việc của ông Kuro Yusaku. Nhà chính gồm 2 tầng với nhiều phòng. Ở tầng 1, chúng ta có các washitsu, các căn phòng truyền thống Nhật với cửa dán giấy gió và thảm tatami. Thứ 2 là Butsudan, điện thờ tại gia của Phật giáo. Thứ 3 là phòng họp, nơi Yusaku giới thiệu các tác phẩm của mình với tư cách là tiểu thuyết gia. Thứ 4 là khu bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và các phòng chứa xác định khác. Nhìn các cảnh này thì các cậu cũng đoán được nội thất bên trong sang chảnh như nào rồi ha. Lên tầng 2, chúng ta có phòng ngủ của Shinichi, của ông bà Kudo, phòng nghe nhạc và phòng giám sát. Đi qua lối nhỏ của hành lang, ta sẽ đến với thư viện. Đúng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng có khác, nơi làm việc như này thật xứng tầm. Thư viện là hình trụ, có mái vòm, bên trong có 2 tầng, xung quanh được lấp kín bằng các giá sách liên tiếp nhau. Hầu hết là sách trinh thám, tâm lý học tội phạm và y khoa, ước tính có khoảng hơn 1.000 cuốn sách ở đó. Không gian làm việc cũng được tối giản hết sức có thể, chỉ có một chiếc bàn và các vật dụng cần thiết, cùng một cầu thang di động để thuận tiện lấy những cuốn sách trên cao. Ngồi trong này chắc phải yên tĩnh và tập trung lắm đây. Căn nhà rộng lớn, đắt tiền như vậy thì chắc chắn nhà Conan cũng phải giàu lắm đây. Tiện thể mình cùng điểm qua gia thế của cậu ấy ở phần tiếp theo này nha. Số 4. Gia đình Kudo giàu cỡ nào? Không có một con số cụ thể nào để chứng minh chính xác được sự giàu có của nhà Kudo, nhưng chúng ta sẽ suy luận thông qua sự thành công từ nghề nghiệp của họ nhé. Trước tiên là ông bố, Kudo Yusaku, một tiểu thuyết gia nổi tiếng khắp thế giới với tác phẩm bán chạy Nam Tước Bóng Đêm, Night Baron. Tớ cũng không rõ làm tiểu thuyết gia có giàu không, nhưng có thể so sánh với J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter. Ước tính tài sản của bà là 650 triệu đô vào năm 2017, tương đương 14.977 tỷ đồng. Sở dĩ nhân vật tội phạm Night Baron nổi tiếng là bởi sự hiểu biết sâu sắc của ông về tâm lý tội phạm, được ông mài giũa qua các vụ án giúp thanh tra Meguro thời trẻ và hàng trăm cuốn sách ở nhà. Mặc dù là một tác giả xuất sắc, nhưng Yusaku không mặn mà lắm với công việc này và sau khi kết hôn, vì mấy tên nhà báo và biên tập thường xuyên săn đuổi để giúp ông hoàn thành bản thảo không à, nên ông thường gác lại mọi thứ và dành thời gian đi du lịch cùng vợ. Nói về tài năng suy luận thì Yusaku là bộ não to nhất trong vũ trụ này. Chỉ cần một vài manh mối nhỏ thôi, hung thủ đã lộ diện trong suy nghĩ của ông ấy rồi. Còn về phần mẹ Yukiko, sau khi đóng vai trong một bộ phim cổ trang Nhật Bản, cô đã trở thành nữ diễn viên tài năng nổi tiếng quốc tế. Dù mới chỉ là nữ sinh trung học, với tài năng và ngoại hình xinh đẹp, Yukiko đã có chỗ đứng vững trong ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản. Nét đẹp trẻ trung ấy đã giúp cô trở thành một trong hai hoa khôi Tây Tan thời đó. Tính cách tốt bụng, yêu thương mọi người. Có lần, cô bay qua cả Thái Bình Dương chỉ để giúp đỡ một người bạn học cùng từ thời tiểu học đấy. Tiếc là sau khi kết hôn, cô giải nghệ khá sớm. Để gửi Conan lại nhà ông Mori, họ đã đưa phí nuôi dưỡng cậu nhóc là 10 triệu yên, tương đương 2 tỷ 125 triệu đồng. Và đó cũng là con số duy nhất tớ biết tới về sự giàu có của họ. 10 triệu yên, được thôi. Và đó là những gì tớ tổng hợp được về căn nhà và tài sản của gia đình Kudo. Chà, mấy con số làm tớ hoa mắt chóng mặt đau đầu quá, nhiều khi còn không biết đọc như nào cơ. Phải công nhận là yêu được anh Shinichi thì ba đời không lo thiếu tiền luôn. Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Nếu thấy hay, hãy like và share nó với bạn bè nhé. Nhớ đăng ký cho Ten Anime nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.